Em Nghĩa xin chào cô chú anh chị. Hiện tại em đang có mặt ở Bến Tre và hôm nay em trở lại thăm hoàn cảnh của mấy bà cháu. Em cũng xin chia sẻ lại xíu để cho cô chú anh chị nào mà mới vừa theo dõi clip này á, thì hiện tại là mấy bà cháu đang sống trong căn nhà cũ kỹ. Cô thì có hai người con, một người con trai là 30 tuổi thì bị bệnh nằm một chỗ từ nhỏ tới lớn, và cô có một cô con gái, thì cô con gái thì cũng có chồng và chồng cũng vứt bỏ con đi, rồi con gái cũng vứt bỏ con, không có phụ cô để mà lo lắng mấy đứa nhỏ, nên là cuộc sống gia đình rất là khó khăn. Hiện tại thì cô đang sống trong một căn nhà cũng đã cũ kỹ rồi, nhà này là của nhà nước cho cách đây cũng khá là nhiều năm. Và sau khi mà em có chia sẻ clip lên đó thì được Mạnh Thường Quân cũng ủng hộ cho hai vợ chồng cô chú cũng một số tiền kha khá để lo trang trải cuộc sống, để lo cho mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ hiện tại thì không có bé nào được đi học hết á, vì cô chú lớn tuổi rồi cũng không có điều kiện và cũng không có thể nào đưa mấy nhỏ đi học, nhìn rất là tội luôn cô chú chị. Hôm nay em xuống đây á, thì có một tin rất là vui luôn. Chắc chắn là cô chú anh chị trong và ngoài nước đã từng theo dõi về hoàn cảnh của cô thì rất là mừng luôn. Sau khi mà em chia sẻ luôn cô chú chị, thật sự là khi mà em nhận được cái tin này em rất là vui và em chạy xuống đây để mà em chia sẻ với cô chú. Cũng chắc có lẽ là cô chú mà nghe được tin này cô chú sẽ bật khóc luôn á. Bây giờ em xin mời cô chú chị vào bên trong nhà. Đây là cái khung cảnh xung quanh nhà của cô chú nè cô chú anh chị. Chào con. Rồi. Con chào cô chú. Dạ. Kệ đi, cô bé mới ngủ dậy hả? Dạ. Sao vậy? Rồi ăn mặc lịch sự ha, bỏ áo thùng luôn. Đi mua cho hai đứa hai cái áo thun. Dạ. Nó không có. Dạ. Mà quên tắt quạt coi. Tắt đi con, tắt đi. Bữa giờ tụi con có nhớ chú không? Nhớ. Nhớ hả? Dạ nhớ nhớ. nha. Dạ nhớ. Con còn ngủ con đó con. Dạ nhớ đi con. Cô mấy nay khỏe không cô? Cũng khỏe con. Dạ. Hôm đó tới nay khỏe. Dạ. Mà hôm nay con thấy sắc mặt của cô hơi khác trước con xíu á. Bởi vì ngủ không được á con. Dạ. Mất mấy đứa cháu nó quậy á. Dạ. Rồi ngồi đó đi. Cô ở nhà mà giữ hai đứa nhỏ thì cũng mệt. Khổ quá con ơi, sáng Dạ. đêm phải ngủ êm đâu. Dạ. Thức nó kêu nó tẹo nó la nó khóc Dạ. sáng đêm mấy đài đêm nó chảy mũi Chú mấy nay khỏe không chú? Thôi rồi, bỏ thuốc túi này. Thuốc á hả? Chú Bị gì vậy? Viêm Viêm son á son. Để thuốc túi. Dạ, bữa nay thấy chú cũng mệt mỏi á. Bỏ vậy thôi. Dạ. Vậy trong nhà bệnh nay cảm hết hả? Mấy đứa này sổ mũi con cô thì con nó ngủ không được á con, nó viêm vậy đó. Cô ngủ không được hả? Mắt này này với bệnh nữa đó. Dạ. La rồi sáng đêm sao ngủ con. Dạ. Suốt vậy đó chứ không phải như mấy mấy bữa dài. Dạ. Là tối là đêm nào là cô cũng ngủ chung ba đứa vậy á? Đang canh giữ nó đắp đồ nó với thằng là bự cậu hai nó đó. Dạ. Nó tiêu nó tiểu nó đâu có biết gì Dạ. lo chăm sóc cho bỏ ăn quậy mình nó. Tối mà ba đứa mà không chịu ngủ mà quậy cái là Rồi. lan qua lan lại đụng cô hết ngủ được luôn á. Thằng này thì đỡ cô Đỡ nói với thằng này với cậu hai nó là thôi hết biết. ha. Dạ. Đại gia đình biết không? Ngồi đây nè, ngồi đây đi. Thôi ngồi vào ngoại lắm đích, ngồi vào ngoại nè. Ở lắm đích. Rồi, rồi, rồi đó. Thích Chú mấy nay ăn uống được không? Bữa chén cơm, sáng chén chuyện chén. Cái giọng của chú nay thấy nghe khác một bữa. Bệnh. Bệnh luôn ha. Khi nó khỏe, còn khi đó vậy đó, cứ qua ít bữa rồi khỏe, ít bữa rồi mệt vậy đó. Hồi hôm trước là chú nói với con là cái nhà này người ta cho lâu chưa chú? Lâu rồi con. Lâu rồi nè. Một mũi nữa. Dạ. Gạch đường tan nữa. Dạ. Nó bể nữa. Dạ. Con biết không? Lâu rồi nè. Là ở ấp ở xã thấy khổ quá. Cái người ta góp lại ta cho chứ không phải tại ai tài trợ hết á. Dạ. Vậy đó là có 15 triệu rồi con. Dạ. Con thấy cho là có 15 triệu. Dạ. Con nghĩ hồi mua đây nè. Mua đây giờ lắp ba rồi lắp cát mới có chỗ họ cất dưới đây mua nữa. Dạ. Vậy là cái nhà này hồi đó. xưa là cái mương mương không mà rồi còn gì dạ mà hả không có chỗ cất người ta không cho dạ người ta lấy ra lắp cát lại nữa dạ thì họ đâu còn nhiêu là ở vậy mới không có còn ở trên không dưới dạ không có đâu. Ủa vậy là cái thời gian đầu mà chưa có nhà cô chú ở đâu? Có cái chầu con thấy thảm lắm. Trời cứ cái dưới đồ bờ dưới đồ bờ à vậy. Cuối người dưới đó, hả? Đó. Có cái chòi lá ở dưới đó. Dạ. Có cái chầu
Y mà nghĩ xong về rồi mới có cái chòi ở đó, dạ, thì nó thấy khổ quá, người ta cho cái dạ, nhà này 15 triệu là nó mục à. Nè, thấy không? Bê tông mà nó mục vậy đó. Dạ. Con thấy là cái nền này là rong rêu nè. Dạ. Biết bao lâu rồi. Dạ. Trời ơi. Nhà của chú là xuống cấp lắm luôn của chú chị. Cho cái nhà giờ 40-50 triệu con, của nhà này hồi đó có 15 triệu. 15 con nghĩ lâu rồi. Cô chú dẫn con đi tham quan nhà xíu cô chú. Đi, đi dạ, con. Đi. Còn mấy chiếc xe đạp này toàn là người ta cho cô chú không ha? Dạ. Hư hết chiếc con này. Để ở bên đây nữa nè. Bán dây chai chiếc. Dạ. Hư rồi. Còn... Trong nhà chú tham quan rồi, con chú đi ở ngoài thôi. Dạ. Đi ngoài. Trời ơi. To này là cũng là bà con cho cô chú hả? Rồi vậy chứ họ trong lòng. Dạ. Còn cái to đó cũng cho đó mà cho sao con? Dạ. Con này cho rốt nó cũ. Trời ơi to này không? Còn tên mới thì họ cho sao, dạ, cho sao. Cái này cho sao nè. Nó sao, nó một còn mới đó con. Té ừ. Con thấy nhà chú mấy to này xét hết trơn luôn nè. Dạ. Ủa mấy cái to này là người ta cho luôn á hả? Cho con. Cho tên cũ hay mới mà xét dữ cô? Cũ cũng cũ là nhà con họ dở ra đó. Cũng như là mấy nhà của mấy cô chú mà thay tên mới á, rồi cho tên cũ mình gắn vậy ha. Cũ. Dạ. Nay cũng lâu rồi nó xét, họ cho cũng đỡ rồi nay nó xét dữ rồi. Rồi cái nhà gần ngay sông này, con thấy xẻo cũng sâu ghê chứ. Con biết không, chỗ đó là thiếu, người ta cho tới đây thiếu rồi đó. Thấy cô dừng lá này, thấy thằng bệnh nó nằm đó, người ta cho. Dạ. Ta cho nó dừng lại, cái nắm. Coi chỗ này là to lạnh xíu nè. Trời ơi, người ta mới cho hả con? Mới cho sao? Cho sao? Dạ. Rồi ngày hôm bữa con xuống con cho tiền bà con trong xóm có biết không con? Không biết rồi không? Vì đâu có ai tới đây mà nói, mà không lẽ mình nói. Dạ. Biết con, vô có cơm, có gạo nuôi cháu, nuôi con mừng dữ lắm con. Dạ. Thôi mình đi xuống sau lên vòng nữa đi cô chú. Đi con. Lần đầu tiên mà em xuống thăm hoàn cảnh của cô chú, rất là thương cô chú luôn, cô chú anh chị. Gia cảnh thì đáng thương mà cuộc sống nghèo khó, nhất là mấy đứa nhỏ thì phải ở gần ngay cái mương này nè, rất là nguy hiểm luôn á. Cô không có cách nào để gào ngay đây lại hay cô thấy mấy nhỏ đi nghe ớn quá. Rào đâu có cái gì rào nữa. Khăn tối ngày luôn á. Dạ. Anh ta biểu sao không mua, lứa có mua nó mua, con nghĩ gì nó mua, gì nổi mua, nhóc nó mua, dạ, tiền dữ lắm thôi. Không có ăn thì mở ra mua rào nữa, thôi kệ canh trời, canh chừng nó con. Dạ. Thứ đó mắc tiền lắm. Dạ. Thì cái người ta thương, người ta nói là mình hoàn cảnh không có rồi thôi. Dạ. Đi, thôi. Chỗ này mưa cái sình lầy đi trơn trượt lắm luôn cô chú. Dữ lắm, con mưa lầy dữ lắm. Dạ. Cô chỗ nấu cơm của này, cô nè, cô chú chị. Cô lót mấy cái nhìn này thảm sầu luôn á. Lầy luôn lót cây đi. Dạ. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ đó nè, trời mưa gió rồi mỗi lần đi tiểu rồi đi vô đó hả? Trời ơi. Thương ghê không? Nhờ trong bà cố đó con. Dạ. Nhờ trong bà cố. Mình ở đây mình giữ bé cũng cực lắm luôn á. Là đây con. Trời ơi, thương quá mày. À. Coi đi tiểu hả? Con đi đi. Con vô đi. À, coi đâu nữa. Muốn vậy nè. Tắm đi. Con biết nhờ tắm không? Đi tắm đi. Dạ. Trời ơi. Đứng gần đây, cô chú anh chị có thể thấy là hồi bữa hổm em quay ở đây là nước đầy á. Một khi mà nước cạn là có thể là em đứng dưới là ngập đầu em luôn á. Đây nước cạn rồi. Trời ơi, sâu quá. Đi con. Ủa bé, bữa tên gì rồi con quên chú? Tên dạ. Nhật Quy. Quy. Dạ. Con này Nghi Thanh. Dạ. Trời ơi, nhìn cái cảnh của cô chú thật sự rất là thương luôn cô chú anh chị. Rồi bữa giờ mẹ của mấy nhỏ có điện về gì không cô? Không con. Không ha. Lâu lâu nó mới về yeah, thăm vậy đó, không có điện đài, là không có điện đài. Điện yeah, nó không có Cô thì đâu có biết xài, không giận nó. Không có. Cúp cái điện thoại vô cái cho anh điện vô. Dạ. Đừng chở vô. Ông ngoại bữa nay bị bệnh khang tiếng rồi. Khang tiếng con. Dạ. Con thấy bữa nay cô cũng mệt hơn bữa đó. Mặt mày tái chân à. Thì đó con ngủ không được. Nó làm như muốn cô là nó là tăng huyết áp á. Dạ. Mấy lại bữa con về thôi chóng mặt hơi vậy tới nay thì nó ăn uống không được á. Dạ. Con quay là mà con là điện thoại con có thấy thì con cũng biết mẹ nó mà con đâu có biết. Dạ. Nó có hình trọng á, con coi đau đớn không.
Chắc phải có hình không, cô lấy cho con câu. Có hình không? Có hả? Cô lấy ha. Lấy con câu. Dạ cô lấy thì cho bà con coi cũng được. Ừ, khoan để ngoại lấy. Mà vậy có kỳ không? Kỳ gì con coi. Cho biết mẹ nó vậy mà bỏ con vậy. Dạ. Vậy là cái ý này là cô muốn lấy cho coi ha. Ừ. Dạ. Cái hình cho coi để vậy mà nó bỏ con nó đành vậy đó. Dạ. Nó bỏ nó miếng con. Tội nghiệp cô chú ghê luôn. Đừng bài, đừng bài. Đừng bài luôn hả? Cũng ta cho. Dạ. Lấy hình này nè. Vậy là nhà này là 100% là đều cho hết hả chú? Từ các vật dụng lá. Cái lu cho luôn hả? Cho hết luôn. Cái lu này cho luôn. Dạ. Hút rau bỏ này nè cô. Cô. Dạ. Mình kiếm thợ giá lại đi. Chụp mẹ con nó chơi nữa không, nó chơi xanh thằng nhỏ đó. Rồi đẹp vậy. Dạ mà nó bỏ con nó. Cái này là mẹ mới nhỏ hả cô? Mẹ đó. Rồi. Mẹ xinh đẹp vậy. Vậy sao bỏ mấy nhỏ tội nghiệp như vậy? Hôm đó nó chưa có thằng nhỏ sao quá. Dạ. Nó chụp vô nó chơi, chụp điện thoại vô đó nó chơi. Dạ. Vậy đó mà bỏ con á. Trời ơi. Đẹp nó mà về chứ xấu đâu phải vậy. Dạ. Dạ bánh chị dơ. Bánh chị bánh. Chú thiệt tình đi. Đúng không? Chú vui vẻ. À, mấy bé nhỏ mà ở ngay chỗ sông nước thì rất nguy hiểm luôn cô chú anh chị. Rất là cơ cực luôn á. Tội nghiệp cô với chú. Ba mẹ thì vứt bỏ không ai nuôi á, cô chú giờ lớn tuổi rồi cũng không làm gì ra tiền á. Ngày xưa có sức khỏe thì còn đi chài lưới được. Ừ. Cái ngày xưa là cô chú là đậu xuồng trong đây luôn hả? Đó, đó. Chiếc xuồng còn không? Còn đó. Đâu? Bảy đó. Xuồng đây xuống chỉ chú coi con. Dạ. Dạ. Ông chú ông chỉ rồi đi luôn đi. Tôi sẽ đi rất mệt thôi. Đâu? Là ngày xưa là đậu xuồng đây hả? À, trời ơi. Rồi từ bữa giờ chiếc xuồng này có làm gì không chú? Con biết không? Hôm hôm mẹ nó chưa bỏ mấy đứa rồi cô bơi cô đi vớt dừa đó. Vớt ve chai rồi. Dạ. Vì con bán mẹ nó bỏ tới nay thì cô không có đi được. Dạ. Bơi đi vậy đó. Dạ. Hôm nay hồi về. Hồi gì cất cái chậu chỗ này che nắng che mưa ở hồi đi hết mận xong á thì dạ. Bơi đi cô đi bơi ráng bơi xuống sông kiếm gì vớt dừa vớt củi vớt dây chai đồ đụng gì vớt nấy. Con nghĩ là thì chiếc xuồng này chắc cũng là 5-10 năm á cô. Lâu dữ rồi con cũng lâu dữ lắm rồi. 10 năm chưa cũng mấy đứa em hơn rồi con. Hơn luôn hả? Dạ. Chiếc xuồng này bây giờ là giống như một báu vật của cô chú xưa giờ luôn á. Giờ đó con. Dạ. Che vậy rót sạp cho nó nằm. Dạ. Dưới đó. Lâu dữ lắm rồi. Dạ. Con cũng nghĩ rằng là chiếc xuồng này nó gắn liền với cô và nó cũng là một cái tài sản lớn của cô chú. Dạ. Luôn á. Con sống với sông với ghe không. Dạ. Trời ơi. Khi cuộc sống cô khó khăn vậy mà hoàn cảnh cô thì kém may mắn là mấy con đều vứt bỏ con cháu đi hết trơn à, bỏ lại cho cô chú lớn tuổi giờ không có sức lao động để làm ra tiền nữa cô chú anh chị. Nhìn khung cảnh nó buồn điều hiu à. Thôi cô lại đẳng ngồi đi rồi con nói chuyện xíu. Trời ơi. Mấy đứa nhỏ này ở nhà chắc cũng nghịch lắm hả cô? Thằng này nó hơi lì con. Dạ, hơi lì con ha. Nhỏ. Dạ. Vô con. Vô với bà ngoại đi con. Ngồi đó đi. Ngồi chỗ ngoại kìa. Ngồi đây nè. Để ngồi đẳng. Ông bữa nay là ông bệnh rồi, ông nói chuyện hết nổi rồi. Tối giờ ông ngủ rồi được, ông ho ấy. Quá trời quá đất rồi. Rồi dính gì rồi. Cô chú nay cũng ngoài 60 rồi. Nhưng mà giờ cô gần 70 rồi chứ con. Dạ. Con 69 rồi đó. Dạ. Tuổi ngộ đó, 69. Cô chú giờ cũng gần 70 giờ, còn hai đứa nhỏ này cũng không biết phải làm sao luôn cô chú anh chị. Cô ơi. Dạ. Hôm nay thì con xuống đây thì con cũng có chị Tiết ở bên Mỹ á. Ừ. Có gửi tặng cho gia đình mình 6 triệu đồng á. Ừ. Dạ. Chị cũng chia sẻ tới hoàn cảnh của cô. Dạ. Con xin gửi cô là 6 triệu của chị Tiết ở bên Mỹ chia sẻ tới cho cô. Dạ. Đại diện gia đình có nói gì? Đại diện gia đình
Trước mang ơn mấy cô giúp đỡ mấy chú gì đó chỉ con nữa, mang ơn nhiều với cô, nó không bằng ai hết đó con. Dạ. Mang ơn nhiều dữ lắm, con nhờ con trao lại giùm với cô nói chuyện không bằng ai hết đó. Dạ, cô nói vậy là bà con thương cô lắm rồi. Ừ. Dạ. Hôm nay là cô có số tiền này chắc có lẽ là cô cũng vui lên dữ lắm hả? Ơi, con mừng không gì bằng con ơi. Dạ. Tại vì bây giờ cô cũng lớn tuổi rồi nên là cái việc kiếm tiền cũng rất là khó luôn á. Có mừng gì được đâu còn có con. Dạ. Thêm năm mấy đứa này nữa. Dạ. Cô với chú hiện tại là sống ở đây nhờ tình thương của bà con á. Rồi con. Ai đi ngang thấy mấy nhỏ tội nghiệp thì cho đồ ăn rồi ăn vậy thôi à. Cho đồ ăn gì cho nãy kia kêu nó cho này kia. Dạ. Ăn gì chợ gì cũng kêu cho bánh. Dạ. Bây giờ con cũng chia sẻ với cô chú một tin này rất là vui mừng luôn á. Cô cất tiền vô đi. Dạ. Cô đưa chú giữ hay gì đi cho. Dạ. Khi mà em nói tin này thì chắc có lẽ là bà con cô bác anh chị em theo dõi trên kênh của em thì cũng rất là mừng cho cô chú luôn. Cô chú bình tĩnh nha. Dạ. Sau khi mà con chia sẻ clip lên á, có sư cô bên hội từ thiện đi viện thì Phổ Úc Châu á sẽ hỗ trợ cho mình 20 triệu để xây cái nhà tắm với cái bếp ăn. Dạ, với cô Hằng ở bên Mỹ á sẽ tặng cho gia đình mình 50 triệu để sửa lại căn nhà. Nhưng mà bây giờ á là không biết là cô chú có thể là tự kiếm thợ được hay không à? Thợ được. Là cô được con. Được. Đã thương tao giúp đỡ được. Dạ. Tao phụ măng á. Chú nói với nghĩa nghe. Chú cũng có thằng em. Em bên dòng họ á. Dạ. Nó cũng làm thợ. Dạ. Chú không biết là chú nói nó biết là giờ chú mẹ đang làm vậy vậy mày ra mày kêu xe cộ về chở vô thì chở vô tới luôn á. Dạ. Yeah. Nó lo hết à. Dạ. Yeah. Còn chú thì chú không biết ba vụ đó. Dạ. Yeah. Sau khi mà cô nghe Mạnh Thường Quân ủng hộ hỗ trợ nhà với nhà tắm thì cô mừng dữ lắm con ơi. Yeah. Không gì bằng hết con. Dạ. Yeah. Thấy không biết nhà tắm nhà nấu ăn vậy mà sao cô không mừng được con. Dạ. Yeah. Cô không biết nói làm sao nữa con. Dạ. Yeah. Gung không cô? Mừng dữ lắm. Mừng cô mừng dữ lắm chứ. Dạ. Thì thật sự thì con cũng biết là cô chú cũng rất là mừng là đúng mừng không? Rất là xúc động đúng không? Nhưng mà nhiều khi xúc động mà cô chú cô không biết nói gì á. Để giờ muốn rớt của mình là. Dạ. Thì sư cô với cô Hằng có nói với con là cô chú là sẽ xây một cái nhà tắm, một cái bếp, rồi cái nhà thì cũng sẽ xây. Nhưng mà không biết là cái chi phí nó như thế nào. Với cái tiền mà các Mạnh Thường Quân ủng hộ là khoảng 70 triệu. Nhưng mà sau khi mà em của chú á mà có tới nơi á mà xây á, rồi tính vật tư thử là bao nhiêu tiền, rồi lúc đó thì con xuống con trao tiền cho chú làm ha. Dạ. Thì bây giờ đi vô đi để con nói cái cách thức làm coi có đủ tiền để làm ở nhà không ha. Dạ. Tại vì bây giờ mà làm nhiều hơn thì cũng không có đủ tiền á cô chú. Dạ. Nhưng mà con nghĩ là nhà của cô chú nhỏ á. Cũng mừng có. Dạ. Nhiêu làm nhiêu đó con. Mình. Dạ. Đâu có lại cũng mừng cũng hơn của cô gấp mấy lần. Dạ. Rồi cô cũng trời cái chuyện cô cũng thiếu sót lắm con. Nhắc cô cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều dữ lắm. Giúp đỡ cho cô có nhà ở, con cháu ở, cô mừng dữ lắm, mang ơn nhiều. Dạ, đi con. Sao hôm nay con thấy cô bận thần quá vậy? Bởi cô rất mấy con. Nhìn nay cô bận thần quá cô chú chị. Cô quên trước quên sau hết trơn à. Cô mừng quá con. Dạ. Mừng quá chứ con. Cô chú định là làm cái nhà tắm với cái bếp nằm đâu? Cũng y chỗ đó đâu có chỗ nào mà. Mình phải làm hai cái nó gần nhau á chứ. Dạ. Để rồi tính chứ bây giờ lẽ làm cái nhà tắm đây rồi cái bếp xuống kia. Con nghĩ còn lũng lỗ lũng hang nữa rồi mình còn tính mình lắp đồ lợi mới được. Con nghĩ là bây giờ chỗ này nè là cô vẫn giữ nguyên cái bếp. Bên hông đây là làm cái nhà tắm kế bên để cho nó liền mạch với nhau. Chi phí thì mình cũng không biết là bao nhiêu. Rồi chú hỏi cháu của chú thử là bây giờ Mạnh Thường Quân có là 70 triệu để cho cô chú làm đúng hết 70 triệu đó. Nếu mà còn dư á thì sẽ đổ cái đường đi ra nhà cho cô chú để cho sạch sẽ để khỏi bị bùng lầy. Dạ. Mà cháu chú bây giờ có ở đây không? Không có. Đi làm. Dạ. Ngày nào cũng làm á. Dạ. Vậy là khi nào mà chú chiều đi chú gọi cháu của chú coi là xuống tính làm sao.
Cái nhà bếp là chú định là làm bao rộng bao nhiêu? Ơi, có nhiều đủ nấu đủ xây sở thôi. Dạ. Chứ rộng chứ. Nó không có tốt. Lùm. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì con nghĩ là bây giờ cái bếp á là mình làm rộng là 1m4 hay 1m5 vậy đi. Rồi cái nhà tắm cũng vậy đi. Nhỏ nhỏ vậy. Dạ. Cái này cũng mét mét chứ gì. Dạ. Mét trở lại đâu có gì đâu. Dạ. Cái nhà mình ở trên nó quan trọng hơn cái nhà tắm. Dạ. Rồi bây giờ đi xích lên trên xíu cô chú. Đi ra lỗ hết rồi. Dạ. Mất hết rồi không biết. Cái nhà tắm á chú, ở bên trong kia người ta dán gạch ở bên trong cho tắm đừng bị dơ. Dạ. Tại vì con thấy là số tiền 70 triệu này sửa lại nhà chú với nhà tắm rồi con thấy là ngon lành á. Dạ. Cô đi trước đi cô. Còn ở trên thì tôn còn nguyên đúng không? Tôn mới. Dạ. Thì bây giờ là ở bên hông này. Cái gì? Sao nhõng nhẽo con? Đừng chú quýnh kìa. Dạ. Thôi mình lên trước đi chú, ơi tối quá. Ủa mà cô chú là cho con hỏi là cái nhà mình chiều rộng bao nhiêu mét vậy? Này chắc 4 mét mấy. 4 mét. Chiều dài mình được mấy mét ta? Chiều dài chắc 90 mét. À, thế dạ. Vậy thôi. Dạ. Thì con thấy là ở đằng trước của nhà mình á là bức tường này còn nguyên nè. Dạ. Thì bây giờ là mình sẽ lót gạch nền, lót gạch dưới hết. Còn ở mấy cây cột này á thì mình đợi mình làm xong hết rồi, nếu mà còn dư tiền á mình mua mấy miếng gạch á mình ốp lên cho đẹp nha. Dán lên cho đẹp nhà ha. Còn ở bên hông này á cũng có xây một mớ xi măng hả chú ha? Đó là cái bán còn dưới này là con. Dạ. Vậy là bây giờ ở phần to này mình xây gạch luôn đi cô chú ha. Có điều kiện thì xây. Dạ thì 50 triệu đó con nghĩ là đủ đó. Tại vì cái nhà của chú cũng nhỏ. Bây giờ là mình chỉ xây là hai bên này thôi. Còn ở cái trên là có sẵn rồi. Có sẵn rồi đó. Dạ. Thì cũng nhỏ mà. Con mừng quá hả? Mừng con ạ. Mừng quá. Trời ơi. Muốn khóc luôn. Dạ. Còn ở bên trong thì mình làm xong rồi hết rồi, mình tô lại rồi mình sơn ha. Dạ. Rồi để từ từ con xuống con coi cái nào con thấy nó thêm bớt gì á thì thêm. Tại vì con thấy ở bên đây nè là có một phần gạch sẵn rồi, mình chỉ xây gạch lên thêm thôi à. Đó treo án đó con, dạ. Còn gạch à, còn dưới không có. Dạ. Thật sự luôn cô chú chị, khi mà cô chú lớn tuổi rồi mà nhận được một cái niềm vui này thật sự rất là mừng luôn, vì đến cả cuộc đời cô chú cũng chưa bao giờ dám nghĩ luôn ha. Dạ. Chưa dám nghĩ luôn hả chú? Có khi nào nghĩ là có chưa? Không con ơi. Chưa bao giờ nghĩ có, nhưng mà hôm nay chắc con có khóc luôn á. Dạ. Tội nghiệp quá. Con nghĩ là đời có thiệt vọng rồi đó. Ở vậy là không còn gì nữa đó, con nghĩ vậy đó con. Dạ. Con mừng á. Dạ. Vậy là bây giờ là con xin nói tóm tắt lại xíu, rồi có gì chú kêu cháu của chú lên clip của con coi giùm con ha. Là ở bên hông này là xây gạch lên hết, bên kia xây gạch lên hết luôn, rồi mấy cái chỗ mà lỗ hang này sửa lại, rồi xong rồi bê tô đầy đủ rồi mình sơn. Còn ở đằng trước này thì còn nguyên cái nền nhà thì lót gạch hết, rồi cái cửa sổ đó nếu mà thay cái cửa sổ luôn, tại vì cái cửa sổ nó cũ quá rồi, cái đó cũng không bao nhiêu tiền hết, thay cửa luôn. Rồi mấy cái cột này tô lại sạch sẽ. Rồi sau khi mà mình làm hoàn tất căn nhà mà còn dư tiền á, mình mua gạch mình ốp vô nó. Nếu mà dư nó ốp trước luôn cho nó đẹp. Tại vì nhà chú được cái là có cái móng sẵn á, nên là cái chi phí nó giảm. Dạ. Ai mà không muốn đẹp. Dạ. Không muốn giàu, muốn sang. Dạ. Mình đã chốt qua người về rồi. Dạ. Cô chú hôm nay rất là mừng luôn á, cô chú anh chị. Lần đầu tiên em quay chú bữa nay mới thấy chú khóc á. Bữa giờ không thấy khóc luôn á. Bữa nay xúc động quá chú. Dạ. Thì chỉ là vài tuần nữa thôi thì căn nhà của chú sẽ đổi mới hoàn toàn cô chú anh chị. Con cũng xin cảm ơn sư cô bên hội từ thiện Ni Viện Thiện Phổ Úc Châu đã hỗ trợ cho gia đình của chú. Con cũng xin cảm ơn cô Hằng đã hỗ trợ giúp cho cô chú có niềm vui lúc tuổi già này. Thật sự cô chú rất là mừng luôn á. Cái cảm xúc bây giờ của cô sao cô? Cô mừng quá con. Đứng hết nổi luôn hả? Con không biết nói sao, cô mừng giờ. Không có gì mà bằng hết á con. Dạ. Tại con biết nó không biết nói gì nữa thiệt con. Dạ. Là mừng. Mừng là tại mừng ấy.
kiểu mừng quá rồi bối rối không biết sao luôn hả? Thấy thương ghê không? Mình sửa xong rồi nếu dư tiền mình mua cái bộ cửa khác thì con thấy là khoảng 1 triệu mấy bộ mà đẹp lắm. Đi vô. Ở đồ vô cô. Thì đang nói đồ chuyện xong. Thì trời mưa cô cũng chạy ra lấy đồ. Tại lấy ba đồ vậy không có nó bận. Ui. Bây giờ là cái nhà của chú mà xây rồi dán gạch xong rồi là con của chú có thể để nằm ở dưới được tiện hơn á. Để không có bị nằm ở trên nữa, nằm ở trên khi bị té bò xuống. Đó cho ta. Không rồi cái ông ba cái bàn hoài à. Dạ. Gãy cái giường này xuống đất nằm. Mấy nhỏ nó nhảy đó con. Cái đậu con chụp rồi. Dạ. Con nói kệ nằm cho nó không té á. Dạ. Khi mà chuẩn bị làm chú hỏi cháu của chú là có 70 triệu xây toàn bộ cái nhà này, làm cái bếp với cái nhà tắm, 70 triệu đủ hay không? Và những cái vật tư đó là mua chú hãy ghi lại giùm con nha. Tại vì xuống dưới, dạ, tại vì khi xuống con còn kiểm lại nữa. Nếu mà dư á thì con sẽ tráng cái đường đi cho chú nữa. Nếu mà còn được dư nữa thì con sẽ kiếm đồ gào chỗ này lại nè, để cho mấy bé đừng có đi đây sợ lọt tội nghiệp mấy bé. Cũng như là con mà chia sẻ clip lên mà được bà con mà có ai đó mà ủng hộ tiền để mà mua lưới gào lại để cho mấy bé an toàn thì con xuống con gửi cho cô chú ha. Còn cái này là cái nhà sau thì từ từ mình tính ha. Làm ở trên trước đi. Cái này là cô chú hồi xưa định là cất ra cái bếp thôi đúng không? Cái bếp rồi lâu đó cái đó. Nó mục qua cái mục quá bỏ luôn ha. Bỏ luôn. Khối nền tranh con lại mục. Dạ. Yeah. Rồi cái con bỏ rồi. Nó dời ra ngoài đó. Dạ. Yeah. Vậy là bây giờ là xây cái nhà này trước đi, nhà trước trước. Rồi xong rồi làm cái bếp ăn kia, còn cái trái này mình cứ giữ nguyên đi, còn ton còn nào dư á mình gắn ton làm trái này. Vậy đó là an toàn đẹp ha. Hôm nay cô chú nhận được cái niềm vui thì trời cũng chuyển mưa. Mừng con. Chắc ông trời cũng cảm động á. Dạ, cảm động em mưa. Dạ. Hôm nay là thấy cô chú nở nụ cười sáng rực luôn. Bây giờ chú có cảm xúc sao chú chia sẻ để cho Mạnh Thường Quân biết là chú vui cỡ nào nè. Bây giờ đúng ra thì trình độ quá là không có. Nhưng mà hôm nay được mà nhà đại trạng sư cô gì đó bên Mỹ thì kia đó giúp đỡ. Thì để hết lòng ăn cái gì đó. Chứ không biết nói gì nhiều vì trình độ văn hóa mình không có. Còn nếu mà có trình độ nói chuyện khác nữa, không có trình độ văn hóa là rất vui mừng, rất vui mừng dữ lắm. Dạ. Gửi lời thăm mấy sư cô với chị gì đó. Dạ. Cô Hằng. Cô Hằng với sư cô gửi lời thăm sức khỏe. Dạ. Thế nào giờ đâu có vụ này. Dạ. Đây có vụ này cũng như trúng số. Dạ. Chiến này trúng số thiệt nè. Trúng số. Hả cô? Không biết thôi con. Bây giờ cái cảm xúc của cô lúc này sao nè? Cô mừng dữ lắm con. Giờ vậy hả? Giờ cô cũng nhắc lời cô mong ơn khi cô với mấy cô ở Mỹ á. Dạ. Đỡ cho cô thì cô mừng cũng phải nói. Đây em. Cô cũng chúc sức khỏe mấy cô đó, mạnh khỏe hết luôn. Dạ. Không biết cô nhà này là cho cô không thấy bạc nào, tự người ta mua á. Đây dạ. Vô người ta làm cho mà. Cô chứ cô không biết đồng bạc nào, bởi vì cô đâu có thấy tiền. Dạ. 15 triệu người ta mua người ta mừng. Dạ. Chở vô người ta mừng cho cô chứ cô dạ. Không biết không thấy đồng bạc nào. Dạ. Thì bây giờ là cô với chú á là cứ nói với cháu của cô chú là bây giờ á một á là phán, hai là làm công. Nhưng mà con nghĩ là bây giờ á là những cái vật tư nào của mình á thì mình mua đi. Những cái vật tư nào của mình á thì mình mua. Còn công á thì mình phán nói là con làm hết cho chú này á là trong vòng bao nhiêu tiền bao nhiêu ngày con phán cái tiền công thôi, còn cái vật tư mình mua thì cái người ta chở vô cho mình á. Dạ. Là từ ai á? Dạ. Cũng như lãnh xác luôn á. Thì đúng rồi. Mình khỏi lo cơm nước rồi. Đúng rồi, đó là cái tiền công của vật tư là tự mình mua. Thì sau khi mà chú nói với cháu của chú xong rồi á thì con xuống rồi con sẽ con với chú đi mua một chuyến vật tư ha. Rồi xong rồi con chỉ nào thêm bớt nào á thì để mà cho cái ngôi nhà nó đẹp hơn xíu ha. Dạ.
Tại vì sơn ở bên trong không thì nó cũng đẹp, nhưng mà mình có dư á, mình úp gạch ở phía bên ngoài cho nhà nó nổi lên ha. Dạ. Ai muốn đẹp luôn không? Dạ. Thật sự là hôm nay là cô chú rất mừng luôn á. Tụi con vô đi, mưa gió lắm rồi. Thời tiết mấy nay mưa gió quá trời luôn. Mưa quá con ơi. Dạ. Rồi cô chú có gì muốn nói nữa không? Rồi cảm xúc giờ sao đó nè. Còn gì nói nữa không? Bây giờ là hết đối nổi rồi, mừng quá mừng rồi. Dạ hả? Ừ. Không lẽ khóc luôn đó chứ, mà khóc rồi nữa. Dạ. Mừng quá mừng. Rồi cũng chúc cô gì có. Như cô gì đó vậy thôi chứ. Hết nước nói rồi. Khóc. Dạ. Nãy khóc rớt nước mắt luôn mà. Dạ. Cô là một người tâm trạng nhất trong nhà luôn nè. Dạ. Cô là một người chịu nỗi đau rất là nhiều luôn á cô chú anh chị. Và cái cảm xúc bây giờ khi mà cô nghe các mạnh thường quân bữa rày giúp đỡ cô, giờ cô thấy sao cô? Cô thấy là trên cuộc đời này vẫn còn đâu đó tình thương không cô? Cô mừng dữ lắm con ơi, giờ biết nó làm sao con. Chưa từng có những cô tỉnh lại, có nhiều cô trong heo này giúp đỡ cô tỉnh lại được phần nào đó con nhớ. Dạ. Cô rầu hết nữa, đủ thứ rồi, cô khổ đủ thứ hết. Dạ. Khổ tâm rồi khổ con cháu cũng thấy. Dạ. Hôm nay thấy gia đình của cô chú vậy rất là mừng luôn. Niềm hạnh phúc quá giờ luôn rồi. Chỉ vài hôm nữa thôi căn nhà của chú sẽ mới hoàn toàn luôn nha. Rất mừng. Mấy con ơi, vô nhà đi. Ông ngoại bà ngoại có nhà mới rồi kìa. Vỗ tay. Trời ơi, đã rồi. Đã rồi, vỗ tay con. Trời ơi, có nhà mới rồi. Đã quá trời. Coi vô nhà đi. Có ôm bà ngoại đi, có nhà mới rồi, nhảy. Ôm bà ngoại cả. Ôm bà ngoại vô. Ôm bà ngoại bảo đi kìa. Trời ơi. Có nhà mới rồi. Có nhà mới đẹp luôn rồi. Bà con cô bác mà đang xem clip này là khóc luôn đó cô. Khóc vì mừng, vui vì cô được sư cô với cô Hằng ở bên Mỹ tài trợ á. Rất là vui luôn. Cái bữa rày các mạnh thường quân cũng trông chờ giây phút này, không biết là cuộc sống của cô chú làm sao rồi. Trông chờ không biết là có ai đó ủng hộ nhà cho cô chú không á. Ai cũng thương mong là có bà con ủng hộ cho cô chú. Tại vì có nhiều bà con cũng lớn tuổi làm cũng không có tiền á, nên là chỉ có cái tình thương thôi. Rồi bà con thấy xem clip thấy mà thương cô chú á. Rồi bà con cũng nhiều bà con cũng không có tiền, nhưng mà bà con xem clip á, bà con chia sẻ lên Facebook á rồi Zalo. Rồi cái từ những cái chia sẻ đó mà tới được các mạnh thường quân rồi ủng hộ cho cô chú á. Dạ, thật sự rất là mừng luôn. Có vỗ không mà lấy vô con. Dạ không, để lại đi cô, xe con không sao đâu. Mừng lắm quá trời. Mừng quá giờ không nói nên lời nữa cô. Ừ, mừng quá con ơi. Dạ. Nay là trúng số thiệt rồi đó. Trúng rồi con mong ước vậy cho con. Dạ. Thì không lẽ cô vô đi con. Giúp cho mình hoài được. Dạ. Và có đồng tiền cũng nhiều hơn nước mắt chứ con. Dạ. Chứ phải ấy mà. Mà đâu có giúp hoài được, con nghĩ vậy, con nói con giấy gian, trời Phật trúng số mà chắc không mong trúng luôn. Cô cũng mong là trúng số để sửa nhà rồi hả? Ừ, dạ. Đâu có mong tốt vậy mà chắc không trúng số cũng dễ gì trúng. Dạ. Mà. Nhưng mà bữa nay là trúng số thiệt rồi, gì cũng được rồi ha. Trúng thiệt rồi đó. Dạ. Dạ thì bây giờ thì trời cũng mưa rồi cô chú anh chị, nên là em cũng xin phép là khép lại video tại đây. Em chúc tất cả cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Con cũng xin cảm ơn sư cô bên hội từ thiện Ni Viện Thiện Hòa Úc Châu đã ủng hộ cho cô với chú. Con cũng xin cảm ơn cô Hằng đã ủng hộ cho cô với chú. Con cũng xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân từ hồi xưa giờ đã từng theo dõi ủng hộ kênh con để san sẻ cho những bà con khó khăn. Và em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi kênh của em suốt thời gian qua. Em chúc tất cả cô chú anh chị em xa gần được nhiều sức khỏe và được nhiều thành công trong cuộc sống. Rất mong cô chú anh chị xem cho em xin một like, một đăng ký kênh. Ở nước ngoài mình bấm chữ subscribe để theo dõi những video mới nhất hàng ngày ạ. Và xin phép hẹn gặp lại ạ. Thì vài hôm nữa thì sau khi mà căn nhà làm xong rồi á thì em sẽ cập nhật. Và những ngày mà chuẩn bị làm nhà thì em sẽ xuống đây và em sẽ coi thợ làm nhà để cố gắng làm cái số tiền mà của các mạnh thường quân gửi cho gia đình, làm cố gắng đẹp nhất có thể để mà cho cô chú hưởng trọn một cái niềm vui mà từ hồi xưa giờ chưa từng được cái cảm giác đó ha. Dạ. Hãy con về nha. Ở xong rồi cô cũng để lời. Ừ, sao vậy?
Khoan hả con? Dạ tạnh mưa rồi con về ha. Tạnh mưa về. Con cô với cô mà nghỉ rồi giúp đỡ cho gia đình cô có được căn nhà gì cô mong ơn nhiều lắm con. Chúc nhiều sức khỏe như cô với mấy cô mà nghỉ rồi. Vô nhà con. Dạ. Chú nào mừng quá trời luôn vô coi. Vô quá. Mùa lớn quá trời. Bắt đèn lên. Tội nghiệp không? Mấy bé quê thiếu thốn nên cái gì cũng thèm hết trơn á. Tội nghiệp cũng thèm quá. Dạ. Mà khốn nó mới đem cho. Bà già đem cho. Dạ. Nó...